Hi, xin chào các bạn, đối với lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series This Simon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bao lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay trở lại với series This Simon Reforged các bạn ơi. Và hiện tại mình chỉ còn 3 Pokemon mà mình chưa bắt nữa thôi. Đó chính là Celestia, Regigigas và một em nữa, Pokemon của Gen 8, đó chính là Mr. Rai nha các bạn ơi. Em đó thì được tiến hóa từ Mr. Mai, nhưng mà phải là cái dạng Galarian thì mới được các bạn ạ. Chứ Mr. Mai thường á, nó tiến hóa không có lên được đâu. Và cái dạng Mr. Mai Galarian á, nó cũng chưa có trong cái Bismarck Reforged này luôn. Chắc chúng ta phải tìm cái em Mr. Rai đó rồi các bạn ạ. Và thì cái em Mr. Rai đó nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Kotaiga này nha các bạn ơi. Kotaiga Hill nè, và Kotaiga M, Kotaiga thường đều có cả vào ban ngày nha các bạn ơi. Và hiện tại á, mình cũng đã cập nhật thêm một vài cái mod cho cái series Bismarck Reforged mình. Mình sẽ cho các bạn coi nha. Đây, mình đã cập nhật thêm khá là nhiều mod đây. Trong đây chúng ta có được Move Skill Controller nè, Rustle nè, khá là hấp dẫn luôn, Wonder Stray và Bismarck Trainer Command luôn nha các bạn ơi. À, mình cập nhật thêm 4 cái mod nữa cho cái series này á, nó thêm thú vị hơn các bạn à. Ôi, dưới đây có một em Magic Cup cực kỳ khổng lồ luôn nè. Và nó bị mắc kẹt dưới băng thì phải. Ôi, cái em này bị đóng băng rồi bạn ơi. À, chúng ta thấy được mấy em Rock Root nè. Wow, lâu lắm rồi mới gặp lại mấy em đó các bạn ơi. Cái em này á, tiến hóa nó có 3 dạng lận. À, dạng bình thường nè, dạng cái lúc hoàng hôn và dạng lúc màu cam cam á, mình cũng không nhớ nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ quanh quẩn tại cái vùng Kotaiga này để mà kiếm thêm mấy em Mr. Bright nha. Ôi, bên đây có một em Shiny nè. Đây là Fletching Shiny hả? Để mình sẽ mở PC ra nha bạn ơi. À, chúng ta sẽ lấy PC ra coi mình đã có cái em Fletching Shiny này chưa nha. Fletching... À, mình chưa có bạn ơi, hên quá. Hình như mình đã tiến hóa hết rồi các bạn à. Và cái em Shiny này thì mình chưa có. Lụm nó luôn các bạn ơi. Cấp 16 thôi. Em này thì mình sẽ bắt gọn lẹ luôn bằng quả Whipball nha. Ôi, mới vô đã gặp được một em Shiny rồi nè. Ui, cái em Shiny này nhìn cũng khá là dễ thương đó bạn à. Và thành công liền. Trời ơi, rất là dễ thôi bạn ơi. Đây, mình sẽ tiến hành lấy ra cho các bạn cùng coi luôn nha. Wow, và tập trước á, mình đã có tiến hóa được Zyga 100%. Và các bạn nói á, nó có nội tại là 3 lần bất tử các bạn à. Ôi, cái đó mình không có biết thiệt. Mình cứ tưởng nó bị lỗi thôi à. Tại vì nó bị giảm máu xuống còn không như vậy hoài á các bạn ơi. Mình cũng không có xài được chiêu luôn. Mình cũng không có hiểu tại sao nữa. Để tí mình sẽ kiếm cái ông trainer nào đó để mình thách đấu thử cho các bạn coi nha. Rồi, bây giờ để mình lấy Fletching mình vừa mới bắt ra coi nào. Ui, em đó mình để đâu rồi ta? Kotzaiga vô đây đi. Fletching. À, nó tuốt trong này luôn các bạn ơi. Rồi, ngon lành. Đây là cái dạng Shiny của nó nè. Wow, nhìn nó có khác cái dạng thường không ta? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra thử coi. Ôi, dạng Shiny thì cánh nó màu vàng hơn các bạn ơi. À, ra là vậy. Cánh màu vàng hơn nè. Ui, chỉ có vậy thôi à. Chúng ta có thể tiến hóa được mấy em Shiny được nha. À, giờ thì mình sẽ lại lấy em Zyga 100% của mình ra để mình đi luyện cấp cho nó luôn. Ơi ơi, có Pokemon xịn làm gì để mà không luyện cấp chứ. Ôi, bên đây có một ông Officerman nè. Ui, lâu rồi mới gặp lại ổng á các bạn ơi. Một thời gian rất là lâu luôn rồi đó. Mình chạy qua đây mình thấy cái dòng chữ gì đó các bạn à. Ủa, mình mới thấy cái dòng chữ gì mà ta? Dòng chữ của cái mod Russell đó các bạn ơi. Cái mod đó là nó có cái dụ như là những cái lá xào xạc hay là nó có cái những cái tiếng động ở trong đất cát gì đó. Đây đây, nó hiện cái dòng chữ các bạn ơi. Ôi, dòng chữ chỗ này nè, nhưng mà chỗ này là cái vùng tuyết nên là mình sẽ không có thấy rõ được. Để mình kiếm coi. Ôi, đây đây các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Nó nhúc nhích như thế này nè. Và chúng ta tới gần á thì nó sẽ hiện một cái mod cho chúng ta đó. Đó chính là cái sự đặc biệt của cái mod Russell các bạn ơi. Và hiện tại bây giờ mình cũng có thể thách đấu một lần được hai em Pokemon luôn thì phải. Mình nhớ là hồi đợt có cái xào sạc như vậy á, mình chạy tới là mình thách đấu được hai con các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn đó. Wow, và hiện tại trời nó cũng đã tối rồi. Ôi, trời tối rồi sao xuất hiện cái em Mr. Rai của tôi đây. Còn 14 phút nữa Legendary sẽ spawn các bạn à. Chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi ngủ một phát đi. À, cho nó qua ngày luôn. Sẵn tiện tại vì sáng hôm nay á mình cũng chưa có bắt được em Pokemon nào cả. Chúng ta chỉ còn 3 em Pokemon nữa thôi. À, và còn một em nữa. Đó chính là em
Necroma mà cái dạng Dustman đó các bạn ơi. Cái dạng của Sun Galio kết hợp á. Dạng đó mình chưa có. Ui, chúng ta còn cái đó nữa ha. Và một vài cái dạng đặc biệt khác của Pokemon nữa, như là Lopunny và Raichu mùa hè đó. Rồi mấy cái đó thì chưa có luôn. Rồi để bây giờ mình tìm quanh đây thử coi. Mr. Rai. Đây Mr. Rai. Trời mình chưa tìm hả? Hèn chi. Lỡ nãy giờ nó xuất hiện hồi nào mình cũng không biết nữa. Mr. Rai. Và chúng ta sẽ có em Regigigas các bạn ơi. Và em cuối cùng đó chính là em gì đây ta? Necroma. Và em Brasilia các bạn ơi. Đó, đây là cái em thần ánh sáng nè. Nó trái ngược lại với em Darkrai là bóng tối đó các bạn ơi. Brasilia và Darkrai. Rồi, mình sẽ lại quanh cái vùng Kotega M này. Kotega này để mà kiếm coi. Ủa, đây nó có cái thông báo nè các bạn ơi. Ôi, hình như chỗ này thì phải. Đó, đây nè, đây nè. Ơi, tới gần nó hiện ra cho mình một con Whiscard nè các bạn. Hấp dẫn nha. Nói chung cái món Russell này nó cũng khá là tuyệt vời đó. Các bạn nên cài thử để mà chơi nha. Ồ, Pokemon nó cũng sẽ chắc hạn chế xuất hiện lại rồi ha. Chúng ta sẽ để được những cái dòng thông báo á các bạn. Khi mà có thông báo á thì các bạn nhớ nhìn xung quanh là được rồi. Uầy, sáng sớm như vậy khó kiếm mấy con Mr. Rai quá vậy. Ây da, ây da. Cái gì mà rớt tôi xuống đây vậy? Để mình thử chest spawn quanh mình thử có em Pokemon nào spawn nha bạn ơi. Chest spawn Fury Channel. Và chúng ta sẽ kiếm em Mr. Rai. Cái tỷ lệ của nó đâu rồi? Tỷ lệ của em Mr. Rai là bao nhiêu đây? Ôi 0.02% nha các bạn ơi. Ôi phải cái tỷ lệ hả? Cái này còn thấp hơn 1% nữa. Sợ luôn. Bây giờ tìm đâu ra em nó đây? Không biết đi vòng vòng em nó có chịu xuất hiện không nữa. Coi lại nha. Appleton. Reality của nó là bao nhiêu? 0.5. Và Mr. Bright reality của nó là cũng 0.5 các bạn ơi. Ngang nhau thôi. Wow. Sẽ là một cái cuộc phiêu lưu dài tập đấy các bạn à. Để mà tìm thêm một cái em Pokemon thôi đó. Ui, nó đã có hiện thông báo của Moss Russell rồi nè. Chúng ta sẽ nhìn xung quanh coi thử có cái gì nó động đậy không. Đây nè, đang có thông báo nữa bạn ơi. Đây, chúng ta thấy có cái gì động đậy chỗ này rồi nè. Wow, gặp được một em Vivillon. Wow, xịn các bạn ơi. Vivillon tại cái vùng Iceland. Đó, cái vùng đồng bằng lạnh giá. Wow, xịn vãi cả chưởng à. Ôi, còn nữa nè, lại có thông báo nữa. Qua đây và lại tiếp tục kiếm Mr. Bright thôi bạn. Ui, em đó hiếm vãi chữ luôn đó. Để mình coi thử cái Pokédex mình coi. Season Sun Shield nè, khiên và kiếm. Chúng ta còn một em nữa thôi, đó chính là Mr. Rai nha các bạn ơi. Chỉ còn một em đó nữa thôi. Còn mấy em còn lại thì chưa được cập nhật vào cái game này đâu. Hơi uổng. Mình đang hóng những cái phiên bản cập nhật tiếp theo đó các bạn ơi. Không biết khi nào chúng ta mới gặp được những em Pokemon mới nữa. Những em legend mới nè. Vậy, Pachirisu. Đây có một con boss nè. Mình sẽ qua mình dứt nó nha. Hy vọng nó sẽ cho mình một cây kẹo để mình có thể đẩy Latios lên cấp 100 luôn. Lusterbird nè, chiêu độc quyền của Latios. Ui không có xin nhê. Dragon Rip thử coi bạn. Hơi thở của rồng. Ủa chỗ này thì cũng có tác dụng hơn đó các bạn ơi. Dragon Ball thử đi coi. Và nó cho mình một cái upgrade. Không phải là một cái kẹo rồi. Trời. Để mình thử dùng Pokemon bay thử nó có tác dụng hơn không nha các bạn ơi. Ở đây, chúng ta gặp được Mr. Mai. Wow, có được Mr. Mai mà không có Mr. Rai nè các bạn ơi. Ui trời, nó khó thiệt sự luôn nha. Để coi thử coi. Mr. Mai thì reality của nó là 8.0 lận. Cái kia 0.5 mà. Đến đây cái con kia nó hiếm hơn nhiều. Ui, đây nè. Có thứ gì đó chuyển động gần mình nè các bạn ơi. Nó đang có thông báo nè. Mình qua mình dứt cái em sóc nâu này thử coi. Đây chúng ta có được một con Swoet. Nằm dưới đất hả? Chạy đi đâu hả con sóc nâu này? Mình sẽ xài Dragon Rip nha các bạn ơi. Wow, rất là mạnh luôn nha. Hy vọng là em sóc này cho mình một cái viên kẹo. Viên kẹo để mà lên cấp cho Latios. Trời nó không cho luôn.
Nói vậy cái là nó không cho luôn các bạn ơi. Rồi bộ cái hiểu cái coi. Và chỉ còn 3 phút nữa thôi là sẽ có cơ hội xuất hiện một em Legendary nha các bạn ơi. Với tỷ lệ là 30%. Ơi bên đây chúng ta lại gặp thêm một em Shiny nữa. Đó chính là Togedemaru. Để mình mở PC lên mình coi thử nha. Hôm nay mình đã có chưa nha các bạn ơi. Togedemaru. Em này là cái dạng bình thường. Ồ dạng Shiny mình chưa có. Vậy thì mình sẽ lượm em này luôn nha các bạn ơi. Lượm luôn nè bằng quả Whitbon thôi. Cấp 35 hả? Chắc mình sẽ bắt gọn lắm các bạn à. Không sao đâu. Bắt cho nhanh nè. Và yes. À chúng ta lại thêm một em Shiny nữa rồi. Và trời nó cũng đã tối rồi. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng Root Forest đi. Để mà tìm em Nigroma nha các bạn ơi. À, hy vọng chúng ta ra em Nigroma nào đó xịn sò. Root Forest 3 này đi. Ồ mình sẽ lấy sẵn em Caesar ra nè. Caesar của tôi. Caesar à, lấy em này ra các bạn ơi. Tí cho nó thách đấu lại Nigroma chứ. Có em Caesar này thì mới cống máu được các bạn à. Tại vì mình chỉ có học Phone Sweep cho Caesar thôi. Còn mấy con như là Haxorus hay là Garchomp thì mình chưa có học. Ui trang này là trang bình thường rồi, không phải trang tròn các bạn ơi. Trang này là tròn một nửa thì phải. À, một nửa kia nó bị khuyết rồi các bạn. Thôi chắc mình sẽ ở đây mà mình tìm luôn cái em Nigroma coi nha. Và đây có một cái cổng qua thế giới Ultra nè. Qua thế giới đó thì mình chắc cũng không có cần nữa đâu ha. Mình đâu còn gì lưu luyến ở bển nữa đâu. Ôi đây rồi các bạn ơi. Và đây chính là em Nigroma nha. À em đã chịu xuất hiện rồi nè. Wow xịn sò con bò liền. Đây các bạn ơi. Ủa không phải bên này mới đúng nè các bạn. Ôi cái gì Nigroma tí hon quá vậy. Mình sẽ rình trước đi ha. Và mình sẽ cho Caesar ra trận. Ui Nigroma tí hon các bạn ơi. Ôi nói chung cũng không sao. Em này thì mình sẽ xài luôn cái quả Whitbon nha. Đây là quả đầu tiên thôi. Cho nó có tỷ lệ là 5 chấm đó các bạn. Và ui yes. Chúng ta chỉ cần một quả Whitbon là đã bắt được Nigroma rồi. Ôi các bạn thấy không. Bắt Legendary kinh khủng vãi chưởng luôn. Rồi để mình coi Nigroma đó. Nó đâu rồi nha các bạn ơi. Nigroma và em nó. Ui đang đeo cái gì đó. Và nó đeo cái Lunarizer. Trời ơi xui vãi luôn. Đây Nigroma của chúng ta đây các bạn ơi. Em này thì kích thước gì đây. Búp mì hàng chị nó có chút xíu à. Đeo cái Lunarizer rồi. Em này thì không có xịn sò cho lắm. Thôi mình sẽ cất nó vào trong PC nha các bạn ơi. Chúng ta lại lấy Zyga ra nào. Zyga thì mình có hai em 50 và 10%. À chính xác là 100% và 10% chứ. À mình lại gặp thêm một em boss nữa. Và đây lại là con Swoet các bạn ơi. Chứ mình lại qua thách đấu nó để mà kiếm kẹo nữa thôi. Kiếm thêm chút kinh nghiệm nữa chứ. Swoet à, Lusterbird mày nè. Đây ra nửa cây máu luôn xịn vãi. Là một phát nữa là em nó ngụm củ tỏi rồi bạn ơi. Ngụm củ tỏi nè. Ôi cho mình một cái Meteor Hop. Vãi à. Cho tôi hớp làm cái gì vậy. Tầm một phút nữa thì sẽ có cơ hội xuất hiện một em Legendary nữa nha bạn ơi. Và mình lại đi tìm Nigroma nữa thôi. Để coi thử trong tập ngày hôm nay mình có tìm được cái em Nigroma mà có cái Songgan Laser nha bạn ơi. Ôi nó hiếm kinh khủng luôn nha. À mình lại tiếp tục đợi tại cái vùng Root Forest nữa thôi. Trăng đây không phải là trăng tròn rồi. Ôi đâu mất tiêu rồi. Để các bạn ơi. Ôi trên kia nó có cái gì đỏ nữa kìa. Nên là mình không có thể đi tìm Celestia được nha. À trăng đây là trăng hình như nó bị lỡ một nửa nữa nè. Giống như hôm qua vậy ta. Rồi chúng ta lại tìm tiếp Nigroma thôi. Sao cái con này nó bị đứng im vậy. Đây con Gombat nè các bạn ơi. À, ôi vào đây ơi. Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện các bạn ơi. Rồi cái con Gombat này nó cho mình mấy cái mắt nhện không à. À đây chúng ta có được một em Nigroma nha bạn ơi. Công sức chờ đợi nãy giờ. Ui em này to vãi chưởng luôn. Và em này thì mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Cái quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon hết các bạn ơi. Ui nãy mình rất là hên luôn khi mà bắt nó chỉ bằng một quả thôi. Ôi lần này thì không được rồi nè. Lần này thì phải Phone Sweep cho nó còn một máu coi. Còn biết em này nó đang mang cái gì đây. Songa Laser hay là Lunarizer đây. Chúng ta sẽ cùng thử vận may coi nhé bạn ơi.
Đó, và hiện tại nó đã còn một máu rồi, mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Dust Spawn nha. Tại vì bây giờ nó cũng đang là cái lúc trời tối mà. Cứ mà nhầm Dust Spawn mà quăng thôi bạn ơi. Và yes, chúng ta đã bắt được em rồi. Ôi em này bắt dễ vậy. À, em này chỉ còn hai quả thôi là xong rồi bạn ơi. Ui, dễ vãi chữ luôn đó. Mình bột cái hiệu cái coi. À, ngon lành cành đào luôn. Và mình sẽ cùng kiểm tra coi em Necroma này nó mang cái gì đây. Và ui đây đó bạn ơi. Và nó mang cái Soul Galizer. Ôi, mình hên vãi chữ ạ. À, tính ra là đó giờ mình bắt được bao nhiêu con Necroma ta? Necroma mình bắt được hiện tại đang là 4 con và một con nữa mình cho Super nữa là con thứ 5. 5 con và mình đã có đủ được hai cái. Đây Soul Galizer nha bạn ơi. Để mình kiểm tra coi thử Necroma này nó đang là kích thước gì nha. Em này thì kích thước chuẩn luôn. Ôi, xịn vậy. Kích thước chuẩn cũng được các bạn ơi. Rồi để mình bỏ cái hiệu cái coi. Kích thước chuẩn thì cũng được. Ai. Mấy em còn lại thì kích thước gì đây? Em này thì là kích thước búp mì. À, em này hồi nãy rồi. Em bên này thì là kích thước gì? Kích thước small. Và đây là kích thước chuẩn. Con này cũng chuẩn nhưng mà là nó bị trừ speed các bạn ơi. Thôi kệ các bạn à. Tuy trừ speed nhưng mà kích thước chuẩn thì cũng được. Mình có thể xài em này hoặc là kích thước small. Một trong hai em thôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi trở về nhà coi. Và mình sẽ hợp nhất nó với lại em Son Galio nha. Hên vãi chữ luôn. Wow, không ngờ mình bắt dễ như vậy á. Mình tưởng phải bắt tầm 10 con Necroma thì nó mới may ra có được một cái Soul Galizer này chứ. Nhưng mà không sao các bạn ơi. À Soul Galizer. À đây Solarizer. Trời ơi Solarizer. À hay nha. Rồi để mình lấy em Soul Galio của mình ra coi nè. Soul Galio của tôi đâu rồi. Lấy ra cùng kết hợp luôn các bạn ơi. Ở đây nè. Ôi nó sẵn đây luôn. Ui vãi à. Đây mình sẽ kết hợp nó luôn nha bạn ơi. Và đây chính là Soul Galizer nha. Ta la. Và chúng ta học được Sinh Tiêu Strike. Wow, con này thì chưa có cái chiêu chuẩn. Sinh Tiêu Strike cũng ngon nữa. Ui và nhìn rất đẹp. Vãi chữ luôn bạn ơi. Đây chính là Necroma Dustman nha. Ui xịn sò nha em này. Mình có cởi được không? Ủa mình không cởi được hả? Ui uổng vậy. Con Soul Galio thì mình cởi được nhưng mà nó kết hợp thì mình không có thể cởi được các bạn ơi. Mình xuống đây mình cho các bạn coi rõ hơn nha. Bên nhà mình thì nhìn nó hơi bị lượm thượm cho lắm. Uầy, xịn sờ nha. Chúng ta sẽ cùng lấy cả hai dạng ra luôn nha. Đó, Necroma. Và cuối cùng mình cũng đã có được hai dạng. Đây chính là Necroma Drawing nè. Và đây là Necroma Dustman nha. Bơm hoàng hôn và cánh bình minh nữa. Nhìn xịn sờ quá chưởng ạ. Ôi nhìn đẹp thiệt sự bạn ơi. Wow. Con này wow, vì sao đuôi nó có được 3 cái tia hả? Wow, như là một cái cây đinh ba vậy các bạn ơi. Và nó có được hai cái cánh tay của Necroma mọc ra từ thân nó luôn. Wow, hay vậy. Cũng như chân của nó cũng đã được cường hóa nè bằng cái móng của Necroma rồi bạn ơi. Nhìn hấp dẫn thiệt sự luôn nha. Ồ, cái đầu thì nó thêm giáp nữa. Ồ, đã chưa. Ủa, đâu rồi? À chúng ta thấy được ngoài sau nhìn vô thì thấy được nó cũng có một cái gì đó trong suốt ở chỗ cái đầu các bạn ơi, chỗ cái giáp đầu nè. Mình cũng không hiểu luôn. Ôi nhưng mà nhìn hai em này rất là đẹp các bạn ơi. Á xịn sao con bò liền. Ngon lành nha. À, rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi bắt tiếp cái em Mr. Bright thôi. Em này bị trừ speed hơi bị uổng một xíu. Thôi chắc mình sẽ lấy cái con nhỏ hơn các bạn ơi. Con nhỏ hơn thì có vẻ nó ổn định hơn đó. Mình sẽ tiến hành phân tách nó ra coi. Soul Galio nó đã được cất trong cái inventory của mình rồi. Trong cái PC của mình rồi. Thì mình sẽ cất em Necroma này vô. Này cái thứ gì đây? Thứ búp mi. Ôi chỗ này chút xíu à. Lấy con cái thứ small ra các bạn ơi. Necroma. Cái thứ small là em nào đây? Như là em này phải không? Đây đúng rồi, con này thì không có cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào cả. Nên là mình rất là tiện để mà cho việc cái
Nên là mình rất là dễ để mà luyện cấp đó các bạn ơi. Rồi, Son Galio của tôi. Đây bạn, cấp 75 rồi đó. Giờ mình sẽ kết hợp em Nikroma này thôi. Tuy là kích thước nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà không sao. Ôi, đây, kiêu chuẩn nè các bạn ơi. Xịn sò chưa? Đó, và đây chính là bốn chiêu chuẩn nè. Em nhỏ nhỏ này thì mình đã có học chiêu chuẩn hết rồi nè. Đó, và nó đã có được Scintil Strike, Night Slash, Sideshow Cut và Photon Geyser nha các bạn ơi. Đó, nó có được một chiêu độc quyền của Nikroma và một chiêu độc quyền của một trong hai này luôn, đó chính là Scintil Strike nè. Còn Night Slash với lại Sideshow Cut thì mình học thêm thôi các bạn ơi. Đó, nhìn đẹp nha, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, xinh xơ. Rồi, giờ thì mình sẽ cầm cái dàn quả bom này đi luyện cấp thôi. Ủa, nãy mình có được một em gì mình cầm theo nữa ta? Zygarde là một nè. À, và em Palkia, hèn chi quên mất. Rồi, bộ cái hiệu một cái coi. Và chúng ta sẽ đi qua cái vùng Kousega để mà bắt thêm nha. Bên đây thì còn có ông trainer nào không ta? Ông con Fanbi Shiny nữa hả? Và như đây chính là con Shiny thứ 3 trong tập ngày hôm nay luôn rồi đó. Để mình thử lấy PC ra coi. Mình đã có Fanbi Shiny chưa ta? Fanbi, dạng thường thôi. Wow, lại thêm một con Shiny nữa các bạn ơi. Tập ngày hôm nay hên bởi trưởng luôn á. Ba con Shiny nè. Ngon lành nha. Cái Fanbi Shiny này như màu nó nhạt hơn một xíu thì phải. Và thành công luôn. Đó, bắt dễ vậy. Được rồi, Fanbi của tôi. Shiny màu nó nhạt hơn nữa các bạn ơi. Wow, đẹp nha, xịn nha. Em thứ ba trong tập này luôn rồi đó. Hai, nói chung tập này thì mình thấy có em Nikroma đây là bén nhất rồi các bạn. Ủa? Tập này thì có em Nikroma này là bén nhất rồi. Wow, đẹp thiệt sự luôn. Ủa đây đây các bạn ơi. Chúng ta gặp được một cái igloo đặc biệt nè. Mình thấy nó có xuống lòng đất luôn nè. Wow, igloo này như là igloo chứa dân làng rồi. Hàng xịn đó các bạn ơi. Phải đập cái igloo này ra rồi để mà chui vào á. Ui đây đây đây. Đây chính là cái clue mà nó có xuống dưới luôn nè các bạn ơi. Wow, chúng ta có một cái cửa để mà đi xuống dưới nè. Để mình cùng đi xuống dưới khám phá thử coi nha các bạn ơi. Wow, có dân làng dưới đây không ta? Chúng ta sẽ cùng nhìn thử coi. Không biết dưới đây nó sẽ có gì các bạn ơi. Ui, wow, có được một ông dân làng bị nhốt nè. Và bên đây thì đâu có zombie đâu. Cho mình cái gì đây? Táo hả? À, được một cái icon play nè. Một cái icon game. Ui, cũng ngon và gold nước kịch nữa. Ui, nói chung cũng được nhờ. Có thuốc nữa bạn ơi. Flood potion of witness. Thuốc làm yếu hả? Ui, xịn nha. Ai, đi lên trên thôi bạn ơi. Wow, cái này là mình tưởng nó không có trong đây. Nhưng biết mình nó cũng có cập nhật. Nhưng mà không có zombie thôi bạn ơi. Không có zombie thì chúng ta hồi sinh. Thôi, giờ đi ra thôi nè. Wow, xịn hang. Cô, cái chỗ như vậy nó cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. À, chúng ta gặp được một trainer đó bạn ơi. Chắc mình sẽ thử cái em Zygarde 100% lại nha bạn ơi. Tại vì nó có được 3 lần bất tử á. Mình sẽ thử nữa coi. Coin Foster nè. Rồi đánh tôi đi trời. Đánh gì có một xíu máu vậy. Đừng để Zyga cấp 33 của tôi mà con hết nha. Ủa, Thousand Arrow thử các bạn. Trời, ngậm củ tỏi luôn. Mạnh vãi chưởng. Link, ông này toàn bởi mình cấp 1 thôi à. Tiến hóa cấp 1. Mấy con này thì rất là yếu luôn các bạn. Máu mình chưa dưới 50%. Chắc một hit nữa đó. Ồ, và bây giờ nó đã chuyển sang dạng Zyga 100% rồi nè. Ui, xịn thiệt sự bạn ơi. Siêu to, siêu đẹp luôn. Con này bự vãi chưởng ạ. Nó cao gấp mấy lần mình luôn cơ. Và hình như sức mạnh của nó cũng mạnh hơn Sonic và White Whistle đó bạn. Corin Foster mày nè. Ui, nó đã đánh mình còn không máu cơ. Ủa, sao kêu mình được 3 lần bất tử gì mà. Ủa, hết tiêu rồi. Xin tiêu Stray nè. Trời ơi, lại phải cho Ultra Dustman Nikroma ra trận coi. Ủa, cái kia là Darwin, của này là Dustman đó các bạn ơi.
dạng xịn sò luôn đó. Cái con mắt ma này khó chơi nha. Photon Geyser, ngậm cựu tỏi luôn. Ủa, ông này chỉ có nhiêu đó Pokemon thôi bạn ơi. Và để mình kiểm tra mặt trăng coi. Ui, ui, bây giờ là trăng tròn các bạn ơi. Trăng tròn hả? À, phải có trưởng thiệt. Tự nhiên sao đúng ngày trăng tròn vậy ta? Ngày thứ 1168 nè. Đúng cái ngày trăng tròn đó bạn ơi. Nhưng mà thời điểm xuất hiện legendary của mình là 13 phút nữa. Để mình coi. Ôi, như vậy là nó đã quá thời gian rồi. Xong tôi luôn. Xong tôi luôn. Xui thiệt sự chứ. Ha, không ngờ đó bạn à. Hiện tại thì còn một phút nữa thôi sẽ có cơ hội xuất hiện một em Regigigas các bạn ơi. Mình đang xuống cái vùng Savannah nè. Và đang ở dưới tầng, đang ở tầng 37 chứ ha. Đó, mình đang ở tầng thấp thấp nè, để cho tụi nó có cơ hội xuất hiện. Không biết em nó xuất hiện chỗ nào đây. Ở dưới mình là một cái thung lũng các bạn ơi. Đây là vùng Savannah M luôn đó. Và có một con sắp ai ở dưới luôn kìa. Mình sẽ tắt nó đi. Hy vọng là sẽ có Regigigas nữa là chúng ta sẽ xong được cái video tập ngày hôm nay luôn nha. Úi, pha đây các bạn ơi. Regigigas là chịu xuất hiện rồi nè. Và ngon lành luôn rồi. Quá xịn các bạn ơi. Và để mình tiến hành qua đây mình bắt nó luôn nha. Ô, em nói rồi nè. Ui, sao to dữ vậy? Ui, mình tưởng nó nhỏ các bạn ơi. Ui, nhìn to thiệt sự luôn. Để mình lấy Caesar ra coi nè. Ui, xịn sò con bò bạn ơi. Đây chính là em Regigigas của chúng ta nha. Wow, nhìn đã vãi luôn á. Em này thì trốn sâu tuốt ở dưới lòng đất đó các bạn ơi. Mình sẽ xài cái quả Whipball đầu tiên nha. Đây thì bổ mình cấp 70 rồi. Không phải là cấp 65 như là cái em Lycroma hồi nãy nữa. Và Whipball không thành công rồi. Chắc mình phải Phone Sweep cho nó còn một máu đi. Rồi sau đó mình sẽ xài những quả ball khác nha. Em này thì để mình coi nên xài quả gì đây. Phone Sweep. Ôi, nó chưa còn một máu luôn. Ôi, trâu vậy. Nó trâu cũng đúng ha. Tại nó là người khổng lồ mà các bạn. Ui, nó bự vãi cái chữ luôn đó. Em này thì chắc mình sẽ xài cái quả Heavy Ball nha. À, mình còn 46 quả luôn. Cứ bắt thoải mái các bạn ơi. Wow, cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện rồi. Và yes. Ui, nãy giờ mình bắt Legendary chỉ mất tới 1 đến 2 quả ball là mình thành công các bạn ơi. Không biết sao nó dễ vãi cái chữ luôn đó. Và đây chính là Regigigas của chúng ta nè. Để mình bột cái hiu cái đã. Wow, xịn sò luôn. Giờ để mình về nhà luôn các bạn ơi. Tập hôm nay chắc xong luôn rồi đó. Đi về nhà cái coi. À, ngon lanh canh đao. Để mình đi ngủ một cái luôn các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi review em Regigigas này nha các bạn ơi. À, mình sẽ lấy luôn cái bộ ba Regi ra luôn nha các bạn. Regi Ice, Regi Steel và Regi Rock ra luôn nha. Đâu rồi, bộ Regi của tôi. Ủa, mình để nó ở đâu ta? Không biết để đâu luôn. Đây, Regi Ice, Regi Steel và Regi Rock nha các bạn. Oh, mình đã có được cái bộ 4 em Regi rồi nè. Và hai em thì bắt bằng quả Heavy Ball. À, hai em bắt bằng Dust Ball. Ôi, cũng hay nha. Nó sống dưới hàng á thì các bạn cứ xài Dust Ball thoải mái thôi. Và đây chính là Regigigas nè. Ui, to thiệt sự các bạn ơi. Kích thước heal nữa và không cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào luôn. Rất là đã. Wow, kích thước heal các bạn. Ui, hình như cái con này là tạo ra ba cái con Regi lại. Còn lại thì phải các bạn ơi. Mình không biết phải vậy không nữa. Ui, đúng là to thiệt sự luôn. Chúng ta có thể cởi em bự không? Ui, em bự có thể cởi được các bạn ơi. Ui, chạy nhanh vậy. Bự con mà chạy nhanh với trưởng ạ. Ủa, bên đây có shopkeeper nè. Bán gì vậy? Ủa, sao không bán gì hết trơn vậy? À, bán Firestone. Ủa, nãy chắc bị lắc đó các bạn ơi. Bán Firestone. Thôi cũng được nhờ. Wow, chỗ này có thêm một em boss nè. Để mình sẽ thử sức mạnh của em Regigigas coi. Thử luôn nè. Ây da, cái con Regi Ai này nó hổ báo các bạn ơi. Nó tính lên nó chơi con boss luôn. À, em này thì có được cũng được 3 chiêu ha. Và một chiêu để phòng thủ nè. Chúng ta có được Revenge. Cũng khá là ngon lành đó. Ủa, các bạn thấy chưa? Sát thương cao vãi chưởng ha. Ai bên mày nè. Ui, mạnh thiệt sự luôn. Và cuối cùng là Heavy Slam nha. Giờ này là lấy thịt đè người đó bạn ơi.
ngậm cứ tỏi luôn. Anh cho mình một cái viên candy mà size S thôi à. Cái gì vậy? Con Rattata đây. À, ngon vậy. Chắc mình cho Latios luôn đi ha. Wow, cuối cùng cũng đã có được cái bộ ba Richie rồi các bạn ơi. Xịn thiệt sự luôn. Và bây giờ thì chắc mình sẽ lấy luôn camera với là phim để mình chụp thêm tấm ảnh cho em Richie này nha các bạn ơi. Richie Gigas. Wow, chụp em nó một tấm nha các bạn ơi, quá là xịn sò luôn. Cũng như là chụp em Necroma Dustman một tấm luôn nha. Chúng ta đã có được hai tấm ảnh rồi nè. Ngon lành canh đào. Đấy các bạn ơi, chắc mình sẽ vô đây mình treo đi. Còn tấm ảnh của Son Galio chắc mình sẽ tháo ra luôn nha. Ảnh của Son Galio mình sẽ thay bằng ảnh của em này. Cho nó ngon lành cái đã, cho nó hợp. Và đây chúng ta đã có được Darwin Necroma và Dustman Necroma luôn. Đây chính là ảnh của Richie Gigas. Mình sẽ treo ở trên đây luôn nha. Ôi xịn vãi cơ chưởng à. Còn tấm ảnh của em này thì mình treo đâu ta? Khó nha. Mình sẽ treo ở đây một em đi. Wow, mình sẽ chụp luôn một em nữa. Đó chính là Lunala các bạn à. PC mình để ở trên rồi thì phải. Lunala, mình sẽ lấy em nó ra luôn. Lunala của tôi để đâu rồi? Để đâu mất tiêu rồi. Đây đây, đó đây các bạn ơi. Mình sẽ phân tách nó ra trước nha, rồi mới chụp nó được. Chúng ta sẽ lấy cái Luna Riser ra. Rồi tiến hành phân tách nó cái đã. Ôi xịn sò cục bò liền. Phân tách em mày ra nè. Và chụp ảnh Lunala thôi các bạn ơi. Ta là chúng ta đã có được ảnh của Lunala rồi, xịn thiệt sự luôn. Còn bây giờ thì kết hợp em nó lại coi. Xịn nha. Và ôi ngon lành liền. Wow, tập ngày hôm nay quá xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, mình đã có được Richie Gigas và có được Necroma Dustman rồi các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, nhớ bỏ lại một like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.